Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau phần điểm tin tức hoạt động trong tuần qua là phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị khánh thành hai công trình lưu giữ giá trị lịch sử văn hóa của thành phố Bắc Giang. Cuối chương trình là phản ánh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường mầm non Ngô Quyền. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 5, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Yên Thế, Tân Yên. Cùng đi có đại diện Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Giang và đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đã trao kinh phí hỗ trợ huyện Tân Yên 100 triệu đồng cho hai hộ nghèo, trao kinh phí 300 triệu đồng cho 6 hộ nghèo của huyện Yên Thế xây dựng nhà ở mới. Phát biểu, đồng chí Vũ Chí Hải đã chúc mừng huyện Tân Yên, địa phương đầu tiên đã hoàn thành về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Đồng thời nhấn mạnh, thực hiện chủ trương ba an của tỉnh ủy, thành phố luôn xác định lấy người dân là chủ thể được hưởng thành quả của sự phát triển. Ngoài hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công trên địa bàn xóa nhà dột nát, thành phố còn vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng một số địa phương trong tỉnh thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa. Đây là tình cảm, sự sẻ chia, đồng hành của thành phố để chung tay thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong tuần, Thường trực Thành ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm 2024. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị. Trong năm 2024, Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp được 310 đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Để thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch, từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 196 quần chúng ưu tú, kết nạp được 13 đảng viên mới. Tuy nhiên, kết quả đạt được thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại đây, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã nêu cụ thể về công tác tạo nguồn phát triển đảng của các tổ chức chính trị xã hội thành phố, nguồn phát triển đảng viên của các chi đảng bộ cơ sở. Dự kiến kết quả phát triển đảng viên năm 2024 của các chi đảng bộ cơ sở, nhiệm vụ giải pháp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Sau khi nghe các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu liên quan đến tình hình kết nạp đảng viên, nguồn phát triển đảng viên ở chi đảng bộ mình, những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, chỉ tiêu giao, thời gian thẩm định chính trị nội bộ đối với quần chúng ưu tú kết nạp vào đảng, tiêu chí, tiêu chuẩn, thủ tục, cách thức thực hiện kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp. Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các chi đảng bộ cơ sở tập trung cao rà soát, đánh giá đúng thực trạng, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên để sớm hoàn thành chỉ tiêu. Các đồng chí đứng đầu tổ chức đảng, quán triệt triển khai nội dung phát triển đảng trong ban chấp hành chi đảng bộ, tổ chức chính trị xã hội mình để thực hiện, phân công cụ thể cho tập thể cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Ngành giáo dục thành phố, các trường trung học phổ thông trên địa bàn đề ra các giải pháp đồng bộ để thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên hướng dẫn, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Chiều ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi thể dục thể thao quốc gia, học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp thành phố năm học 2023-2024. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục thành phố có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, chỉ đạo các trường thực hiện đạt nhiều thành tích. Cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt 62 giải, trong đó 6 giải nhất, 14 giải nhì, 25 giải ba, 17 giải khuyến khích. Với kết quả đó, ngành giáo dục thành phố là đơn vị duy nhất trong các huyện, thị xã và thành phố có thành tích 5 năm liên tiếp là đơn vị đứng đầu tỉnh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học này, có 944 học sinh đoạt giải, trong đó có 34 giải nhất, 209 giải nhì, 313 giải ba và 390 giải khuyến khích. Về cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, thành phố được phân bổ 4 dự án tham gia. Kết quả cả 3 dự án đều đạt giải cao.
tiếp tục là đơn vị đứng đầu tỉnh. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học với tổng số 26 dự án thuộc 10 lĩnh vực của 46 em học sinh, các trường trung học cơ sở thành phố tham gia dự thi. Kết quả có 25 dự án đoạt giải. Về kết quả kỳ thi thể dục thể thao quốc gia, năm học 2023-2024, ngành giáo dục thành phố là đơn vị duy nhất được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn đại diện cho ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang tham gia giải bóng rổ cấp toàn quốc và đạt giải nhì. Đội bóng rổ thành phố tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc xuất sắc đạt giải huy chương vàng. Phát biểu tại đây, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc mừng và ghi nhận những thành tích các thầy cô giáo và các em học sinh các nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành giáo dục, cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhân dịp này, 11 tập thể, 65 giáo viên, 86 học sinh được Ủy ban Nhân dân thành phố thưởng và tặng giấy khen. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố khen thưởng, biểu dương học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp thành phố năm học 2023-2024. Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, thành phố Bắc Giang đã và đang tổ chức nhiều hoạt động và xây dựng các công trình có ý nghĩa chào mừng. Trong đó, công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành hai công trình nhằm lưu giữ giá trị lịch sử văn hóa của thành phố, gồm di tích lịch sử cấp quốc gia Khán Đài B, sân vận động Bắc Giang và phòng truyền thống thành phố Bắc Giang, thời gian qua đã được thành phố tập trung cao. Di tích lịch sử cấp quốc gia Khán Đài A cũ, sân vận động Bắc Giang, nay là Khán Đài B nằm trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Nơi đây, cán bộ và nhân dân thị xã Bắc Giang, nay là thành phố Bắc Giang, đã vinh dự được đón Bác Hồ hai lần về thăm và nói chuyện. Đến thăm di tích những ngày này, mỗi người dân thành phố đều phấn khởi trước một diện mạo mới khang trang của di tích. Thì ấn tượng lớn nhất là cái đài đã được trùng tu lại đúng với cái ý nghĩa lịch sử của nó, và nó được thể hiện rõ lúc này là một phủ điêu, cái buổi nói chuyện của Bác với Đảng bộ tỉnh Hà Bắc và nhân dân tỉnh Hà Bắc nói chung và nhân dân thị xã Bắc Giang, nhân dân tại tổ dân phố số 3, nhân dân phường Lục Quyền nói riêng. Đây thật sự là một cái dấu ấn để cho nhiều thế hệ nhân dân trong địa bàn và nhân dân trong tỉnh cũng như bạn bè ở trên đất nước của chúng ta được tới, được chiêm ngưỡng và được ghi nhận cái dấu mốc lịch sử này. Dự án tu bổ tôn tạo di tích Khán Đài B sân vận động Bắc Giang được khởi công tháng 10 năm 2023. Công trình có diện tích 2.279 m², tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Di tích được tôn tạo bao gồm hai phần trưng bày chính. Phía ngoài trời là bức phù điêu Bác Hồ với cán bộ nhân dân tỉnh Bắc Giang và hai tấm thạch văn tượng trưng cho hai thời điểm lịch sử năm 1961 và năm 1963 khi Bác Hồ về thăm. Phần trưng bày trong nhà sưu tầm những hiện vật, kỷ vật hình ảnh của Bác Hồ với nhân dân Bắc Giang. Thì cho đến ngày hôm nay thì cái công trình di tích quốc gia Khán Đài B đã hoàn thành những bước cuối cùng, sẵn sàng cho việc khánh thành. Thì với một cái công trình di tích được tu sửa như hiện nay, chúng tôi thấy rất là vô cùng ý nghĩa, mà nó sẽ là cái nơi giáo dục truyền thống hết sức là tốt cho thế hệ người dân Bắc Giang. Cùng di tích lịch sử Khán Đài B sân vận động Bắc Giang, phòng truyền thống thành phố Bắc Giang là công trình sẽ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình được khởi công từ tháng 1 năm 2024 với diện tích 205 m². Không gian bố trí trưng bày bao gồm khu vực khánh tiết để tượng Bác Hồ, các diện tường xung quanh, treo ảnh và các tủ kệ trưng bày hiện vật phản ánh các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Phù Lạng Thương xưa, thành phố Bắc Giang nay. Chính giữa phòng đặt sa bàn kết hợp với tủ trưng bày đặt xung quanh sa bàn. Phòng chiếu phim bố trí màn hình LED để chiếu phim và các diện tường xung quanh treo ảnh lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh về thăm và làm việc tại thành phố Bắc Giang và một số hình ảnh các khu đô thị trong tương lai của thành phố. Ban chỉ đạo xây dựng phòng truyền thống đã tiến hành đánh giá lựa chọn trên 200 ảnh và gần 150 tài liệu hiện vật để trưng bày trong phòng truyền thống. Trung tâm đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cũng như là các phường xã để thực hiện công tác sưu tầm hiện vật,
đặc biệt đã thực hiện triển khai nhanh và sâu rộng công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân biết, ủng hộ và hiến tặng hiện vật, cử các cán bộ có công tác chuyên môn xuống trực tiếp các phường xã, gặp trực tiếp các cái đồng chí lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân phường cũng như những cái cá nhân trên địa bàn thành phố có những cái hiện vật liên quan đến lịch sử phát triển của thành phố, đề nghị yêu cầu và khuyến khích người dân tham gia hiến tặng để từ đó làm tư liệu để phục vụ công tác xây dựng phòng truyền thống thành phố. Hai công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang và phòng truyền thống thành phố Bắc Giang sẽ được khánh thành vào ngày 17 tháng 5 năm 2024. Vào đúng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên ý nghĩa hơn. Qua đó góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, vùng đất con người, truyền thống cách mạng của thành phố Bắc Giang anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non Ngô Quyền có 16 lớp với 531 học sinh, học ở hai cơ sở, 100% học sinh ăn bán trú tại trường. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, qua đó nhằm bảo đảm cho trẻ có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực. Bếp ăn tập thể của trường mầm non Ngô Quyền rộng hơn 70m². Hàng ngày trước 7 giờ sáng, đại diện ban giám hiệu, phụ huynh học sinh và nhân viên cấp dưỡng đã có mặt tại nhà bếp để kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm tươi sống về chế biến bữa ăn cho trẻ. Tôi có con gửi ở trường mầm non Ngô Quyền, tôi rất là yên tâm bởi vì là hàng ngày thì tôi được tham gia cái ban giám sát nhận thực phẩm của nhà trường. Thế thì qua quan sát thì tôi thấy cái thực phẩm mà chuyển về bếp ăn của nhà trường rất là đảm bảo, tươi, ngon và cái khu chế biến thức ăn của nhà trường rất là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Các cô rất là quan tâm đến cái việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu theo cái tháp dinh dưỡng hàng ngày mà nhà trường đã gửi lên Zalo nhóm để cho phụ huynh cùng giám sát tham gia. Thế và con nhà tôi học ở đây một thời gian dài rồi, tôi thấy là cháu tăng cân tốt, rất là ngoan và không có vấn đề gì về sức khỏe xảy ra khi học ở trường này. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú, hàng năm trường đều hợp đồng với các cơ sở, cá nhân có uy tín cung ứng nguồn thực phẩm bảo đảm chất lượng như thịt lợn, thịt gà, trứng, đậu, rau, củ, quả để việc chế biến các bữa ăn cho trẻ được an toàn, chất lượng. Thực đơn các bữa ăn của trẻ được thay đổi theo mùa, theo tuần, bảo đảm đủ chất dinh dưỡng. Mẫu thức ăn sống chín được lưu hàng ngày theo quy định. Việc nấu ăn được sử dụng bếp ga, tủ cơm ủ bằng điện. Bếp ăn còn có khu nhà kho đựng đồ khô, dụng cụ nấu ăn. Bát, thìa, cốc, đồ dùng nấu ăn cho trẻ được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường mầm non là một trong những nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Chính vì vậy mà nhà trường chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ khâu hợp đồng thực phẩm. Và sau đó chúng tôi chỉ đạo bộ phận phụ trách về công tác bán trú là xây dựng một cái thực đơn tốt nhất theo mùa, được thay đổi theo tuần. Và thứ ba nữa là trong cái quá trình chỉ đạo bộ phận nuôi dưỡng của nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng để làm sao mà thực hiện đảm bảo tốt nhất các cái quy trình theo đúng cái quy trình bếp tổ chức bếp ăn bán trú trong trường mầm non. Tại bếp ăn bán trú trường mầm non Ngô Quyền có 8 nhân viên cấp dưỡng, hàng năm đều được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ và cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động. Việc chế biến các bữa ăn cho trẻ được nhân viên cấp dưỡng tuân thủ đúng quy trình vệ sinh an toàn của bếp ăn một chiều. Hàng ngày chúng tôi có mặt trước 7 giờ để tiếp nhận thực phẩm và để chế biến theo đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Các mẫu thức ăn lưu sống và chín đều được lưu theo đúng quy trình. Các đồ dùng chế biến và đồ dùng của các con đều được hấp sấy và để khô ráo gọn gàng. Hàng ngày, học sinh trong trường được ăn một bữa chính vào buổi trưa và bữa phụ vào đầu giờ chiều. Sau khi chế biến xong thực phẩm, nhân viên cấp dưỡng sẽ chia khẩu phần ăn cho các lớp. Trước khi ăn, học sinh được cô giáo hướng dẫn rửa tay sạch sẽ. Do thực phẩm được nấu cẩn thận, hợp khẩu vị, nên hầu hết học sinh đều ăn hết suất. Cân nặng, chiều cao của trẻ được tăng đều. Con rất thích ăn món chả cá ở trường. Hàng ngày con ăn hết suất.
Từ thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú nên trường mầm non Ngô Quyền chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Sức khỏe của trẻ được bảo đảm, phụ huynh học sinh yên tâm khi gửi gắm con em vào học tại đây. Những năm gần đây, trường mầm non Ngô Quyền được nhận nhiều phần thưởng cao quý của các cấp ngành về thành tích xuất sắc trong dạy học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 16 tháng 5 năm 2024. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.